Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba, ngày 30 tháng 3 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi ngày thứ ba cho thấy, người tuổi Tý có thể sẽ cảm thấy thật may mắn khi tìm được nhân duyên ở ngay bên cạnh mình. Tý Sửu nhị hợp, có khi đây chính là định mệnh mà ông trời dành cho bạn. Con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa bởi vốn dĩ thì người ấy cũng luôn ở bên cạnh bạn, quan tâm chăm sóc cho bạn, chỉ là bạn không nhận ra tình cảm đối phương đang dành cho mình mà thôi. Bên cạnh đó người tuổi Tý lại đang gặp tỷ kiên chiếu mệnh, cho thấy những sai sót mà con giáp này gặp phải trong công việc khi tỏ ra quá cố chấp, không chịu lắng nghe ý kiến của bất cứ ai mà hành sự. Công việc cũng vì thế mà gặp phải nhiều trở ngại ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh kim, ngày có sự thay đổi nơi ăn trốn ở, công việc làm ăn, tình cảm. Có tài lộc, có hỷ sự, bạn mới, đi xa gặp quý nhân hoặc nhận được tin tức của quý nhân ở xa đem lại điểm tốt cho mình. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự thay đổi, hoặc đã đến lúc kết thúc, hoặc nhận được công việc, tin tức mới. Ngày thuận lợi cho đám tiệc, hội họp, sửa chữa, tu bổ, mua sắm. Công việc, tình cảm đi vào giai đoạn mới. Hao tốn tiền bạc về giao thiệp, tiệc tùng. Gặp được quý nhân hoặc bè bạn. Có tin buồn. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ cho mọi công việc từ công danh cho đến tình cảm. Nên có sự kết thúc, có sự thay đổi về công việc đang làm, hoặc nhận được tin tức mới. Có tin được mời dự tiệc, hoặc có tin vui. Tài lộc vào nhanh ra nhanh nhưng không phải là xấu. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh thổ. Có chuyện bất ngờ xảy ra trong ngày ngoài dự tính khiến phải tạm ngừng để lo công việc mới, hoặc có tin tức về chuyện này. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ của mọi việc. Có sự thay đổi nơi ăn trốn ở, công việc làm ăn, tình cảm. Có tài lộc, có hỷ sự, bạn mới. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều sự thay đổi, hoặc đã đến lúc kết thúc hoặc nhận được công việc mới, tin tức mới. Ngày thuận lợi cho tiệc tùng, đình đám, hội họp, sửa chữa, tu bổ, mua sắm. Công việc, tình cảm đi vào giai đoạn mới. Hao tốn tiền bạc về giao thiệp, tiệc tùng. Gặp được quý nhân hoặc bè bạn. Có tin xa, nên cẩn trọng về vấn đề đi lại, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Con số may mắn, 1, 3. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi thứ ba cho thấy người tuổi Sửu đang gặp thiên quan ám hại, vì vậy bạn cần phải thận trọng khi làm việc với người lạ, tránh mắc phải những sai lầm không đáng có, tin người không đáng tin, khiến cho bao công sức vất vả trước đó đều tan biến hết. Mà chưa hết đâu nhé. Không chỉ người lạ mà cả người quen cũng có thể trở thành mối nguy hại với con giáp này khi mà điềm báo tiểu nhân vận đang tăng lên, bản mệnh có thể vì thế mà mất đi nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức. Vận trình của tuổi Sửu đang gặp ngày có thổ khí vượng, đây còn là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của con giáp này đang đi xuống. Bản mệnh lo lắng mất ăn mất ngủ, sức khỏe cũng theo đó mà suy kiệt, dễ mắc phải các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh kim. Việc đến như thế nào thì nhận như thế ấy, cũng không nên tham lam, tuy được về phần mình nhưng sau này sẽ có chuyện mích lòng, gặp nhiều phiền toái, mọi người xa lánh. Nên có sự san sẻ về tiền bạc, lợi lộc, ngày có tin tức, hoặc có người đến bàn thảo về công việc cũng như về tình cảm. Không nên nói nhiều hoặc phân trần vô ích, có tài lộc, nhưng dễ hao tốn về tiệc tùng, giao thiệp. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh thủy. Mọi việc nên cẩn trọng, có tin buồn. Nếu công việc không có gì khẩn cấp, quan trọng thì nên để vào ngày khác giải quyết. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại các công việc cũ. Không nên nhúng tay vào chuyện của người khác dễ bị thị phi. Có tài lộc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều phải có sự kiên nhẫn, không nên nóng nảy khi gặp trắc trở, chậm chạp, nhưng sau đó sẽ có sự thuận lợi hoặc gặp được quý nhân, cơ hội. Ngày có thân nhân. Bè bạn đến hoặc có tin tức âu lo về công ăn, việc làm, tình cảm, sức khỏe của họ. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ. Nên có sự san sẻ về lợi lộc, không nên nói nhiều hoặc phân trần vô ích,
Việc đến như thế nào thì nhận như thế ấy, cũng không nên tham lam, tuy được về phần mình nhưng sau này sẽ có chuyện mích lòng phiền toái. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc. Mọi việc đều phải có sự kiên nhẫn, không nên nóng nảy khi gặp trắc trở, chậm chạp, nhưng sau đó sẽ có sự thuận lợi hoặc gặp được quý nhân, cơ hội. Ngày có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức âu lo về công ăn, việc làm, tình cảm, sức khỏe của họ. Con số may mắn, 2, 7. Giờ tốt, 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Trong ngày thứ ba này đang có sự xuất hiện thương quan chiếu mệnh, vận trình công việc của tuổi Dần trong thời điểm này không được tốt cho lắm. Bản mệnh dễ suy nghĩ tiêu cực, phủ nhận những thành quả mà mình đạt được, tự ti với chính bản thân. Có nhiều cơ hội để con giáp này thể hiện mình nhưng vì thiếu đi sự tự tin mà những chú hổ đã để lỡ hết cả. Đây sẽ là điều khiến bạn thấy vô cùng đáng tiếc đó. Nên tìm cách để vực dậy tinh thần của mình đi thôi. Ngũ hành xung khắc sẽ dẫn đến sự bất hòa trong gia đình tuổi Dần. Con giáp này cần phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề, đừng quá bốc đồng mà khiến cho chính người mình yêu thương phải chịu nhiều tổn thương. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh thủy. Nên theo đường lối cũ mà làm chưa phải lúc thay đổi phương hướng công việc. Không nên nản chí, giao thiệp, giao dịch với người khác phái có lợi, có khách hoặc bạn đến, có tài lộc hoặc được lộc ăn, quà tặng, dự đám tiệc nhỏ. Ngày có hỷ sự, tin vui, hợp các nghề thủ công mỹ nghệ, giải trí, giải khát, du lịch. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa. Ngày không nên vội vã tiến hành, giải quyết hoặc hấp tấp quyết định, mọi việc chưa có sự ngã ngũ rõ ràng, nên chờ đợi. Nếu công việc tạm thời có sự kết thúc hoặc toan tính bắt tay vào công việc mới, cũng nên xem xét lại những gì còn thiếu sót để tu bổ, chỉnh đốn hoặc mua sắm thêm. Tài lộc dễ hao, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ. Đã đến lúc cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Hoặc có sự đứng chừng, bỏ dở, phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức mới. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tin của họ. Mọi việc nên từ từ giải quyết, không nên tiến nhanh có hại. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc. Không nên nản chí, và cũng không nên e ngại trước sự thay đổi biến động. Nên ra đi hoặc tiến hành công việc. Có khách hoặc bạn đến đem lại tin tức tốt, có tài lộc, nhưng phải hao tốn cho những chuyện cần thiết. Có tin buồn, ngày nên cẩn trọng về đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim. Nếu công việc tạm thời có sự kết thúc hoặc toan tính bắt tay vào công việc mới, cũng nên xem xét lại những gì còn thiếu sót để tu bổ, chỉnh đốn hoặc mua sắm thêm. Không nên vội vã tiến hành hoặc hấp tấp quyết định, mọi việc chưa có sự ngã ngũ rõ ràng, nên chờ đợi. Có tài lộc. Con số may mắn, 4, 8. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Tử vi thứ ba của tuổi Mão đang có được thực thần chiếu mệnh, cho thấy thời cơ làm giàu của tuổi Mão đã đến rồi. Con giáp này cần phải mạnh dạn, dám nghĩ dám làm để không bỏ lỡ thời cơ quý báu khi thần tài đã ở bên hỗ trợ, nâng đỡ cho mình. Nguồn thu trong ngày của con giáp này sẽ tăng lên gấp bội. Bạn cần phải nỗ lực phấn đấu, phát huy hết năng lực của mình. Sẽ khá bận rộn và mệt mỏi đó, nhưng yên tâm, khi đếm tiền bạc thu về bạn sẽ thấy hết mệt ngay thôi. Tuy nhiên tuổi Mão lại đang gặp ngày có thổ mộc bất dung, người độc thân có lẽ vẫn chưa tìm được cơ hội để có thể bày tỏ tình cảm với người mình yêu và điều đó khiến bạn khó chịu trong lòng. Hãy thử tìm cách khác để khiến cho người ấy dần cảm nhận được tình yêu bạn dành cho đối phương. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh thủy. Ngày không tốt, tất cả mọi việc đến với mình chỉ đem lại chuyện phiền lòng, rắc rối, trắc trở, khó có phương hướng giải quyết, dễ gặp sự thiệt thòi. Sự mong cầu về tình cảm, hẹn ước nếu có đến cũng phải chịu sự hao tán, hoặc chậm trễ, hoặc chỉ là lời nói, không có sự thực. Nên vì công việc chung mà nội bộ không nên bất hòa, tranh cãi trong sự góp ý, chờ đợi. Tài lộc kém. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh hỏa. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, hứa hẹn. Ngày có đám tiệc, có khách đến. Sức khỏe không tốt, nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, có trở ngại, hoặc gặp chuyện không như ý. Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Tử vi tuổi Kỷ Mão,
thuộc mệnh thổ. Làm gì cũng không nên hấp tấp, vội vàng. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng, việc vui chơi, tình cảm không có lợi về tiền bạc, nhưng sẽ có hậu quả tốt. Có tài lộc nhưng cũng hao tán cho những công việc cần thiết. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc có nhiều tin tức đến. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh mộc. Mọi việc sẽ tự nhiên đến không nên tính toán hoặc cưỡng cầu. Có sự trở ngại, chậm trễ cho việc trở ngại, di chuyển. Có tin xa của thân nhân, bè bạn, nên để cho người khác đứng thay cho mình trong công việc. Tài lộc kém. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh kim. Làm gì cũng không nên hấp tấp, vội vàng. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Không nên tiến hành hoặc quyết định những công việc lớn lao. Tuy nhiên không nên để chuyện tình cảm hoặc mới nhận được tin mà đã có sự lo âu. Chưa phải là lúc giải quyết, ngày nên có sự nghỉ ngơi hoặc làm việc bình thường. Có tin vui, buồn lẫn lộn. Con số may mắn, 2, 9. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Xem tử vi thứ ba này cho thấy, người tuổi Thìn đang vấp phải nhiều sự chỉ trích vì chuyện tình cảm của mình. Thìn Sửu tương phá, con giáp này không quá quan tâm đến lời nói của những người xung quanh nhưng ngay cả người thân cũng phản đối khiến bạn đau lòng. Bạn mong muốn nhận được lời chúc phúc của mọi người nhưng kết cục chẳng được như mong muốn. Con giáp này cần phải bình tĩnh, tìm ra vấn đề nằm ở đâu để tránh việc càng gỡ càng rối, chẳng nên chuyện gì. Vận trình đang có chính quan nhập mệnh. Hãy dành nhiều thời gian trong ngày cho công việc. Điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Chớ nên đắm chìm mãi trong suy nghĩ đau khổ mà hại chính mình. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh hỏa. Tuy có gặp chút ít khó khăn trở ngại, nhưng công việc vẫn được hanh thông. Tránh mọi chuyện thị phi, phiền hà rắc rối. Có tài lộc hoặc có hỷ sự, lộc ăn, quà tặng. Ngày có sự tổng kết của công việc, đến hạn kỳ. Có tin xa. Thích hợp với ngành nghề công kỹ nghệ, sửa chữa. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh thổ. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có người đến nhờ vả mình hoặc nhờ góp ý kiến, và chính mình cũng nên gặp quý nhân để nhờ giúp cho công việc cần thiết. Có cuộc vui hoặc được mời dự nhưng chỉ là phần giao thiệp nhẹ vì tình nghĩa. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh mộc. Khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự tráo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Nếu có người đề nghị về đầu tư hợp tác, hoặc có sự chia tay, giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh kim. Việc gì đã có tính toán thì nên tiến hành. Dù có sự trắc trở, khó khăn nhưng sẽ có hậu quả tốt. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân. Bè bạn hoặc có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ không thành công. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh thủy. Ngày có rất nhiều công việc đến cần phải giải quyết, hoặc nhận được nhiều tin tức, nên dễ có sự bỏ dở nửa chừng để lo những công việc cần thiết. Không nên hấp tấp, vội vàng quyết định, mọi việc đều phải có sự nhẫn nại chờ đợi. Có người đến hỏi ý kiến hoặc nhờ vả, có tin tức ở xa. Nên cẩn trọng về di chuyển, đi lại. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Cục diện Sửu Tỵ bán hợp, cho thấy, con đường tình duyên của tuổi Tỵ hôm nay khá tốt. Bản mệnh có thể tự mình tìm thấy được tình yêu chứ chẳng cần phải nhờ cậy ai dẫn lối sẽ duyên cho đâu, bạn cũng biết mình cần người như thế nào để ở bên cả đời này. Với các cặp đôi thì hôm nay mọi chuyện đang suôn sẻ đúng như ý muốn. Bạn có được cơ hội tốt để chứng tỏ tình yêu của mình chẳng hề phai nhạt theo thời gian, cũng hâm nóng tình cảm với người mình yêu. Bên cạnh đó thì cũng đang có được chính tài chiếu mệnh còn đảm bảo cho nguồn thu nhập trong ngày của con giáp này khá ổn định. Bản mệnh làm tốt việc của mình nên không gặp phải khó khăn gì về tài chính, về cơ bản mọi chuyện đều khá ổn thỏa. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh hỏa. Nên giới hạn mọi việc giao thiệp qua lại, cũng nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, tất cả đều không tốt dễ đem đến sự hiểu lầm, phiền toái. Có tin buồn, việc làm ăn còn nhiều khó khăn chưa phải là lúc tiến lên. Cũng nên dè chừng những nguồn tin, e rằng sự xấu còn hơn. Ngày dễ gặp những chuyện bực mình hoặc nghe những tin bất lợi cho mình hoặc của người thân, bè bạn. Hao tốn về mua sắm,
quà tặng, thăm hỏi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh thổ. Không nên bàn đến chuyện người khác, mọi việc đều nên có sự cẩn trọng, vì dễ gặp thị phi, trắc trở. Tránh tranh cãi, phân bua. Sức khỏe không tốt, nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn, chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh mộc. Nếu là ngày nghỉ thì không nên làm gì. Nếu không như vậy thì sẽ gặp nhiều người hoặc nhiều công việc đến với mình. Chuyện bất ngờ cũng có, chuyện đã hẹn trước cũng có. Sức khỏe không tốt hoặc phải lo lắng nhiều. Cần nên tôn trọng ý kiến lẫn nhau, dễ có sự bất hòa, nói nhiều. Có tài lộc nhưng dễ hao. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh kim. Có tin buồn, việc làm ăn còn nhiều khó khăn chưa phải là lúc tiến lên. Nên giới hạn mọi việc giao thiệp qua lại, cũng nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói. Tất cả đều không tốt, dễ đem đến sự phiền toái. Ngày dễ gặp chuyện bực mình hoặc nghe những tin bất lợi cho mình hoặc của người thân, bè bạn. Hao tốn về mua sắm, quà tặng, thăm hỏi. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh thủy. Nếu là ngày nghỉ thì không nên làm gì. Nếu không như vậy thì cần phải hết sức cẩn trọng trong mọi việc dễ gặp chuyện không như ý, hoặc đảo lộn bất ngờ ngoài dự tính dẫn đến rủi ro, tai nạn, tin buồn. Nói chung ngày có nhiều sự vất vả. Đề phòng tiểu nhân, thị phi. Con số may mắn, 6, 9. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. Tử vi tuổi ngọ. Tuổi ngọ đang gặp ngày có ngũ hành sửu ngọ tương hại. Tử vi thứ 3 cho thấy, tuổi ngọ đang có sự mệt mỏi vì những mâu thuẫn trong gia đình. Cứ người này đổ lỗi cho người kia trong khi vấn đề cốt lõi và cách giải quyết thì chẳng ai quan tâm. Gánh nặng đặt lên vai con giáp này khiến cho bản mệnh có những lúc cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi. Dù là người yêu tự do nhưng bạn cũng yêu gia đình mình nên cuối cùng vẫn chẳng thể nào bỏ hết tất cả mà đi. Vận trình tuổi ngọ đang có được thiên tài chiếu mệnh, mang đến tia hy vọng mới về chuyện tiền bạc cho những chú ngựa. Chỉ cần biết cách lợi dụng những thế mạnh sẵn có là bản mệnh có thể kiếm được khoản tiền kha khá từ nghề tay trái của mình rồi đó. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim. Ngày của sự đáo hạn, kết thúc công trình, giai đoạn. Chuyện tình cảm nên có sự dứt khoát, không nên lưu luyến, kéo dài. Nên cẩn trọng trong công việc có những sự đột biến bất ngờ, hoặc có tin tức làm đảo lộn mọi dự tính, đưa đến rời hẹn, sai hẹn, dở dang công trình, công việc, tiến thoái lưỡng nan. Tránh chuyện thị phi, tranh cãi dù đó chỉ là chuyện vui đùa, chuyện tình cảm, bị hiểu lầm. Có tin xa, buồn vui lẫn lộn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy. Không nên tin chắc vào sự tính toán, dự tính của mình vì rất dễ có những sự kiện hoặc tin tức mới gây sự cản trở, bỏ dở nhưng vẫn không phải là xấu. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin của họ. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc dù là chuyện làm ăn hay là tình cảm cũng nên có sự giới hạn, không nên kéo dài sẽ không tốt. Có tài lộc, có tin xa, sự cầu mong về đi lại, di chuyển có sự trở ngại chút ít. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ. Không nên chú trọng ở bề ngoài hãy nhìn kỹ những ẩn ý ở phía sau. Trong công việc nên để cho người khác đứng đại diện cho mình. Có tin xa, có người đến nhờ mình giúp đỡ, có sự hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh mộc. Điểm tốt hay điểm xấu chưa biết được, phải nên cẩn trọng mà tiến từng bước sẽ gặp điều lợi. Sự háo thắng vội vàng chỉ đạt được ở buổi ban đầu, sẽ không có lợi. Cho nên hành động như thế nào để cho mình khỏi bị vướng kẹt là tốt. Tài lộc đến nhanh, hao nhanh. Con số may mắn, 5, 8. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường cam, hồng. Quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Xem tử vi thứ 3 này cho thấy, cục diện tương xung sẽ gây nhiều bất lợi về chuyện tình cảm cho người tuổi Mùi. Cứ ngỡ rằng hạnh phúc đã ở trong tay nhưng tới cuối cùng bạn lại phải thất vọng, bẽ bàng, chẳng biết phải tin vào ai. Lại gặp thiên quan giáng mệnh, đây là dấu hiệu cảnh báo về nguy cơ bị tiểu nhân lừa gạt. Con giáp này nên thận trọng, tiểu nhân có thể xuất hiện trong cả chuyện tình cảm lẫn công việc, lừa cả tình mà lừa cả lòng tin của bản mệnh. Những chú dê đặt nặng tình cảm, sống thiên về cảm xúc nên chỉ cần sập bẫy tiểu nhân thì sẽ trở thành kẻ thế mạng cho những âm mưu thâm độc. Bạn cần phải tỉnh táo để phân biệt đâu là kẻ xấu, đâu là người tốt.
Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh kim. Ngày không nên mưu cầu những việc lớn lao, hoặc tiến hành công việc, ra đi cũng có sự trở ngại hoặc không có lợi ích gì. Mọi tin tức đến dễ có sự cháo trở, đảo lộn. Ngày nên thu vén, sắp xếp tu bổ lại công việc cho ổn định. Nên nghỉ ngơi, không nên tính toán. Có tin tức ở xa, tài lộc vào ra thất thường, có lộc nhỏ. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy. Ngày xung của bổn mạng, nếu có ai đến nhờ vả hoặc mong cầu sự giúp đỡ thì nên cẩn trọng. Sự việc không phải là đơn giản. Nếu là công việc của mình thì nên hỏi ý kiến của quý nhân, hoặc cấp trên, sẽ có sự thuận lợi. Có tin buồn ở xa. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp. Việc di chuyển, đi lại thường gặp khó khăn, trắc trở. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh hỏa. Ngày xung của bổn mạng. Hãy nghĩ đến công việc chung mà đồng tâm, ý hợp. Chuyện của việc làm hay vui chơi, tình cảm cũng không nên khen chê nếu không vừa ý mình. Có tin buồn ở xa. Nếu có ai đến nhờ vả hoặc mong cầu sự giúp đỡ thì nên cẩn trọng. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh thổ. Ngày nên thu vén, sắp xếp lại công việc cho ổn định. Không nên mưu cầu những việc lớn lao hoặc tiến hành công việc, ra đi cũng có sự trở ngại hoặc không có lợi gì. Mọi tin tức đến dễ có sự cháo trở, đảo lộn. Nên nghỉ ngơi, không nên tính toán. Có tin xa, tài lộc vào ra thất thường, nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh mộc. Ngày xung của bổn mạng. Hãy nghĩ đến công việc chung mà đồng tâm, ý hợp. Ngày có sự thay đổi, hoặc có sự di chuyển, đi xa, gặp lại người xưa, có người đi xa. Nếu có sự hội họp, bàn thảo, nhân viên, cộng sự, bè bạn thì không nên ở lâu, không tốt. Có tin buồn. Con số may mắn, 1, 9. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi Thân. Xem tử vi thứ ba cho thấy, chính ấn xuất hiện, hỗ trợ tuổi Thân khá nhiều trong công việc ngày này. Bản mệnh có thể đạt được những bước tiến vượt bậc khi mà thành công trong việc giành lấy cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Cấp trên cũng công nhận và dần tin tưởng, trao thêm trọng trách cho con giáp này. Bản mệnh hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để cho thấy năng lực của mình là có thật chứ không phải nhờ ăn may. Vận trình có thổ dưỡng cho kim, chuyện tình cảm của con giáp này cũng đang tiến triển khá tốt. Hôm nay quả là ngày may mắn của bản mệnh, những chú khỉ hạnh phúc đắm chìm trong tình yêu, chẳng muốn phải rời xa người mình yêu. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh thủy. Không nên bực bội, cãi nhau khi công việc, tình cảm đến không được như ý. Nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì gọi là thiệt thòi. Sự mập mờ, mơ hồ về giao ước, hứa hẹn sẽ có kết quả ở tương lai. Nên tự trọng và giữ lấy uy tín của mình. Tiền bạc còn chậm, hoặc chỉ là lời hứa. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc nên có sự chậm rãi. Dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chừng, trắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến. Sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, trắc trở, nếu có cũng hao vì nhiều chi phí. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự việc xảy đến, tốt xấu lẫn lộn. Nếu có tài lộc thì cũng phải có sự hao tán về vui chơi, giao thiệp. Nên cẩn trọng không nên để người khác xen vào chuyện của mình, hãy tự mình giải quyết công việc. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh mộc. Nên tự trọng và giữ lấy uy tín của mình. Không nên bực bội, cãi nhau khi công việc, tình cảm đến không được như ý. Nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì gọi là thiệt thòi. Sự mập mờ, mơ hồ về giao ước, hứa hẹn sẽ có kết quả ở tương lai. Tiền bạc còn chậm, hoặc chỉ là lời hứa. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh kim. Mọi việc nên có sự chậm rãi. Dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chừng, trắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến. Sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, trắc trở, nếu có cũng hao vì nhiều chi phí. Con số may mắn, 4, 8. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Tam hợp quý nhân trợ mệnh, tuổi Dậu sẽ gạt bớt được nỗi lo về chuyện tình cảm. Bạn đã chán nghe những lời thúc giục của người thân, sẵn sàng mở lòng để đón nhận tình yêu, để cuộc đời bước sang trang mới. Trong ngày thứ ba này, tình yêu sẽ gõ cửa trái tim và con giáp này sẽ cảm thấy đôi chút hối tiếc vì mình đã không yêu sớm hơn chút nữa.
Sự ngọt ngào và say đắm của thuở mới yêu khiến cho tuổi Dậu thấy điều gì quanh mình cũng toàn màu hồng. Thiên ấn chiếu mệnh mang thêm tin vui tới cho những chú gà khi mà những khó khăn trong công việc của bạn dần lùi xa, thay vào đó là những thành công bước đầu khi con giáp này dám đưa ra những bước đi khá mạnh dạn. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh thủy. Ngoài chuyện về sinh nở, đám tiệc, dọn dẹp, sửa chữa, chỉnh trang thì không kể, mọi việc đều nên cẩn trọng khi tiến hành, dễ gặp chuyện không vừa ý hoặc mang tin buồn, không thuận lợi về công việc làm ăn cũng như về bổn mạng. Sự mong cầu về tài lộc không tốt, dễ hao, dù có cũng không xứng đáng, nên quay về nơi chốn cũ. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh hỏa. Nên thay đổi công việc, hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng, đình đám. Có tin xấu về đi lại, di chuyển, sử dụng các phương tiện xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh thổ. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, hao tốn về mua sắm, tu bổ, sửa chữa, trang trí. Có tin tức xấu về bổn mạng, sức khỏe, đi lại, di chuyển của người thân, hoặc việc mong cầu có sự chậm chạp, gặp rủi ro. Có tài lộc, hoặc quà tặng. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh mộc. Nên quay về nơi chốn cũ, có tiệc tùng, đình đám hoặc gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Mọi việc đều nên cẩn trọng khi tiến hành, dễ gặp chuyện không vừa ý hoặc mang tin buồn, không thuận lợi về công việc làm ăn cũng như về bổn mạng. Sự mong cầu về tiền bạc tài lộc không tốt, dễ hao. Dù có cũng không xứng đáng. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh kim. Mọi việc dễ gặp trở ngại, trắc trở, chậm chạp, khó khăn. Nếu đã có hẹn ước hoặc dự tính làm việc gì thì sự việc sẽ xảy ra không như ý muốn, khiến cho công việc phải có sự khôn khéo để xoay trở, phải bỏ công sức ra nhiều hơn. Hao tốn về chuyện mua sắm, tu bổ, sửa chữa, trang trí. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hoặc có đám tiệc. Con số may mắn, 6, 7. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, vàng. Quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Tuất Sửu tương hình, đây là điềm báo không tốt về chuyện tình cảm của tuổi Tuất. Gia đình lục đục, các thành viên dường như không quan tâm, chăm sóc đến nhau mà chỉ như những người ở trọ chung nhà. Vận trình có chính quan chiếu mệnh sẽ nâng bước cho con giáp này trên đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều, cứ làm tốt việc của mình thì cũng sẽ có được vị trí xứng đáng với năng lực của mình. Cơ hội để bản mệnh có thể thăng quan tiến chức không nhiều nhưng cũng không phải không có. Con giáp này nếu biết tận dụng thời cơ thì có thể giành được thành công mà mình hằng mong đợi. Tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh hỏa. Không nên tin tưởng quá đáng vào những việc đến trong ngày, rất dễ có sự không vừa ý. Tuy nhiên vẫn có tài lộc, có tin tức tốt về công việc hoặc về tình cảm. Có lộc ăn, quà tặng, hò hẹn, hội ngộ, có khách đến. Có người đi xa. Tử vi tuổi Bính Tuất, thuộc mệnh thổ. Điểm tốt hay điểm xấu chưa biết được, phải nên cẩn trọng mà tiến từng bước sẽ gặp điều lợi. Sự háo thắng vội vàng chỉ đạt được ở buổi ban đầu, sẽ không có lợi. Cho nên hành động như thế nào để cho mình khỏi bị vướng kẹt là tốt. Tài lộc đến nhanh, hao nhanh. Tử vi tuổi Mậu Tuất, thuộc mệnh mộc. Không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt, tiểu tiết. Nếu không có sự hao tốn tiền bạc, thì cũng khó thành công. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa, ra đi giải quyết công việc. Có người đem đến tin tốt. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh kim. Tài lộc không tốt, nếu có cũng phải có sự hao tốn hoặc phải chia phần. Có chuyện làm ơn mắc oán, ngày gặp nhiều chuyện ưu phiền rắc rối về công việc cũng như về tình cảm, sức khỏe không tốt. Cần phải có sự suy nghĩ kỹ trước khi ăn nói, viết thư, nêu ý kiến, dễ bị hiểu lầm, thị phi, bất hòa. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thuộc mệnh thủy. Mọi việc nên có sự chậm rãi, dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chừng, trắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến. Sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, trắc trở, nếu có cũng hao vì nhiều chi phí. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Người tuổi Hợi trong hôm nay có được cơ hội tốt để hàn gắn lại những vết nứt trong mối quan hệ gia đình.
Cục diện tương hội sẽ giúp cho bạn một lần nữa nhìn thấu vấn đề, hiểu được những khó khăn mà đối phương phải chịu đựng suốt bấy lâu nay. Khi biết yêu thương và chia sẻ thì tình cảm cũng sẽ dần trở lại như những ngày đầu. Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng mình là người thiệt thòi mà không hề quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Kiếp tài giáng họa, đường tài lộc trong thứ tư này của tuổi Hợi đang nảy sinh nhiều vấn đề. Bản mệnh chi tiêu hoang phí không cần thiết khiến cho túi tiền mới còn đang đầy đã vơi đi ngay lập tức. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều âu lo, buồn phiền vì có nhiều chuyện xảy ra gây rắc rối, trở ngại cho công việc cũng như sức khỏe, tình cảm. Không nên tin vào người khác, hãy tự mình giải quyết lấy công việc của mình. Có sự bạc bẽo, hời hợt trong tình cảm. Đi xa, di chuyển không có lợi hoặc phải nhọc công mới có kết quả. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh thổ. Nên xem xét lại những công việc cũ và cố gắng giải quyết. Nhưng nếu là công việc quan trọng thì chớ nên quyết định. Ngày không nên tiến hành các công việc mới mà chỉ nên tu bổ, chỉnh đốn, sửa chữa các việc hiện tại. Ngày hay có sự cản trở, khó khăn, hoặc có nhiều tin tức đến khó giải quyết cho trọn vẹn, đầy đủ. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh mộc. Cần nói lên ý kiến của mình cho mọi người biết để cùng nhau giải quyết công việc, hoặc có chuyện buồn. Ngày sức khỏe không tốt, hoặc có sự phân vân trước vấn đề cần giải quyết. Cũng không nên nản chí nếu đây là cơ hội tốt mở ra cho mình tiến lên. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh kim. Có sự bạc bẽo, hời hợt trong tình cảm. Ngày có nhiều âu lo, buồn phiền vì có nhiều chuyện xảy ra gây rắc rối, trở ngại cho công việc cũng như sức khỏe, tình cảm. Không nên tin vào người khác, hãy tự mình giải quyết lấy công việc của mình. Đi xa, di chuyển không có lợi hoặc phải nhọc công mới có kết quả. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, dễ gặp rủi ro và gặp chuyện buồn. Tuy nhiên cũng không nên nản chí nếu đây là cơ hội tốt mở ra cho mình tiến lên. Cần nói lên ý kiến của mình cho mọi người biết để cùng nhau quyết định công việc. Ngày sức khỏe không tốt hoặc có sự phân vân trước vấn đề cần giải quyết. Con số may mắn, 6, 8. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.